Quyển 82 phần nhiếp thích phẩm hạ. Sao gọi là thính, lắng nghe? Người thuyết chánh pháp như vậy khi thuyết pháp phải an xứ người, khiến người an trụ cung kính lắng nghe không điên đảo. Sao gọi là an xứ? Hoặc do một nhân, hoặc cho đến 10 nhân. Một nhân vì cung kính nghe pháp hiện tiền năng chứng lợi ích an lạc, trong đây tác 4 câu, hoặc có lợi ích chẳng phải an lạc như đã thuyết trong Bồ Tát Địa phần chuyển pháp. Hai nhân vì khéo kiến lập tất cả pháp, vì khéo kiến lập, tức là lìa các lỗi lầm vì đầy đủ nghĩa rộng lớn. Lại vì người thuyết, người nghe nhọc công thiết lập mà có kết quả thù thắng. Nếu chẳng vậy, người năng thuyết, kẻ năng nghe bỏ phí nghiệp mình, hư uổng nhọc công thiết lập mà không có kết quả. Ba nhân, vì cung kính nghe pháp năng khiến chúng sanh xả bỏ đường ác, vì sanh đường thiện, vì nhanh chóng dẫn nhiếp nhân niết bàn. Và việc đây cần yếu do cung kính lắng nghe mới được thành tựu. Bốn nhân, một cung kính lắng nghe pháp năng khéo liễu đạt pháp khế kinh. Hai, chánh pháp như vậy năng khiến chúng sanh xả các bất thiện, thấu nhiếp lãnh thọ các thiện. Nếu người khéo nghe sẽ năng tinh cần, hoặc xả lìa hoặc lãnh thọ. Ba, vì xả thọ nên xả lìa nhân ác là chỗ chịu cảm khổ về sau. Bốn, vì lãnh thọ đầy khéo xả lìa nhân ác nhanh chóng chứng đắc niết bàn. Năm nhân là chánh pháp mà chư Phật Thế Tôn sở thuyết có nhân duyên, có xuất lì, có nương tựa thú hướng, có dõng mãnh, có thần biến. Các cố như vậy, như phần nhiếp dị môn đã rộng phần biệt. Lại có năm nhân, ta phải nghe điều chưa từng nghe, ta lắng nghe rồi tìm hiểu nghiên cứu, ta phải đoạn trừ lưới nghi, ta phải vứt bỏ các kiến, ta phải dụng tuệ thông đạt tất cả cố nghĩa thẳm sâu. Chư Phật Thế Tôn thuyết năm chủng đây, phương tiện hiển ba thánh tuệ thành tịnh do văn tư tu mà thành tựu. Hai chủng đầu hiển tuệ do văn mà thành tựu. Hai chủng kế hiển tuệ do tư mà thành tựu. Một chủng sau hiển tuệ do tu mà thành tựu. Sáu nhân, một vì muốn cung kính báo ơn đức đại sư, như tác nghĩ Phật Thế Tôn vì chúng ta nên hành vô lượng khổ hạnh khó hành mà cầu được pháp đây, cớ sao ta nay không lắng nghe. Hai, quán nghĩa tự lợi như chánh pháp Phật hiện hiện nghĩa lợi. Ba, do giáo năng lìa tất cả nhiệt não. Bốn, khéo thuận tránh oai nghi quỹ tắc. Năm, dễ có thể rõ thấy. Sáu, những người thông tuệ bên trong tự chứng biết. Bảy nhân, ta phải tu tập bảy chủng chánh pháp, ta phải biết pháp, biết nghĩa, cho đến muốn biết thứ lớp bồ đạc già la sai biệt. Tám nhân, một vì pháp Phật dễ được, cho đến vì trên đà la mà khai thị. Hai, vì dễ năng tu học, lúc đi đứng nằm ngồi đều tu được. Ba, vì dẫn phát nghĩa lợi là năng dẫn phát quả sanh tăng thượng, quả quyết định thủ thắng. Bốn, vì phần đầu thiện. Năm, vì phần giữa thiện. Sáu, vì phần sau thiện. Bảy, vì hiện tại cảm quả an lạc. Tám, vì dẫn quả an lạc về sau. Chín nhân, vì năng giải thoát chín sự bức bách của thế gian. Một, năng vượt khỏi ngục lớn sanh tử. Hai, vĩnh viễn đoạn trừ ngục trói buộc kiên cố của tham. Ba, xả bỏ bảy pháp tài nghèo cùng, kiến lập bảy pháp tài giàu có. Bốn, nghe chánh pháp khiến vượt qua thiện hạnh yếu kém, nghe chánh pháp khiến kiến lập thiện hạnh sung mãn. Năm, diệt vô minh tối tam khỏi trí tuệ minh. Sáu, vượt thoát khỏi bốn bạo lưu, tiến đến bờ niết bàn. Bảy, do giáo năng trị bệnh phiền não. Tám, giải thoát tất cả lưới tham ái. Chín, năng vượt thoát rừng rậm đồng hoang sanh tử bao đời. Trong các lao ngục sanh tử là bậc nhất, cho nên thuyết trước. Mười nhân, một cung kính nghe pháp, được lực tu trạch, do đây năng lãnh thọ, năng nghe pháp được lợi ích thủ thắng. Như pháp, cầu tài vật không dụng phi pháp, lúc thọ dụng thấy sâu quá hoạn. Hai, khéo biết ra khỏi xa lìa, như tài sản bị hao tán, cũng không yêu, không buồn, không than oán, cho đến nói rộng hoặc quyến thuộc chia ly hoại diệt, hoặc gặp bệnh khổ cũng không bi thán, không sầu não, cho đến nói rộng. Bà thấy sâu lỗi lầm tai họa của các dục và thấy công đức xuất ly thủ thắng hơn, nên thanh tịnh xuất ra, xả ly tham trước ngọa cụ thượng diệu, cho đến năng chứng các tịnh lự vi diệu. Bốn, cung kính nghe pháp, thực hành nhanh chóng, chứng nhập các pháp duyên khỏi rộng lớn thảm sâu, tương tự thảm sâu, lại năng dẫn phát các thiện căn hoàn hỷ xuất ly rộng lớn. Như Thế Tôn thuyết, thánh đệ tử của ta chuyên tâm, chuyên chú lắng nghe chánh pháp, năng đoạn năm pháp, năng tu bảy pháp, nhanh chóng viên mãn. Năm, các thánh đệ tử cung kính nghe pháp,
Chỗ có tập pháp đều thành diệt pháp. 6. Đã thông hiểu chánh pháp, nhanh chóng xa trần địa cấu, ở trong các pháp sanh chánh pháp nhãn. 7. Năng dẫn nhiếp từ đường thủ thắng chứng quả dự liệu cho đến chứng đắc quả A-la-hán, cũng năng dẫn nhiếp từ đường tối thắng quả A-la-hán. 8. Năng dẫn nhiếp từ đường độc giác. 9. Năng dẫn nhiếp từ đường vô thượng chánh đẳng bồ đề. 10. Năng dẫn tất cả giải thoát tịnh tự đẳng trì thế gian xuất thế gian. Sao gọi là lược tán thán và rộng tán thán Phật? Vị thầy thuyết pháp khi sắp diệt dường chánh pháp, trước phải tán thán ân đức chư Phật. Có hai chủng tán thán, một lược hai rộng. Lược tán thán Phật nên biết có năm chủng tướng: một diệu sắc, hai tịch tĩnh, ba thắng trí, bốn chánh hạnh, năm uy đức. Diệu sắc 32 tướng đại trượng phu và 80 tùy hảo. Tịch tĩnh năng khéo mật hộ các căn môn và năng nhổ sạch phiền não tập khí. Thắng trí đối với pháp đời quá khứ, vị lai hiện tại và pháp không thuộc đời đều không bị trệ ngại, cũng không đắm trước. Chánh hạnh viên mãn, chánh hạnh tự lợi lợi tha, vì đức du hí thần thông của chư Như Lai. Lại có 6 chủng lược tán thán Như Lai: vì công đức viên mãn, vì liệu cấu nhiễm, vì không uế trược, vì không gì sánh được, vì chỉ lấy việc lợi ích hữu tình làm sự nghiệp, vì ở nơi nghiệp dụng đây có khả năng khảm nghiệm. Tất cả tướng đầy đã rộng phân biệt trong phần nhiếp quyết trạch. Rộng tán thán Phật, chư Phật Thế Tôn có vô biên danh xưng, vì đức vô lượng, năng thí quang minh, vì phát trí minh, năng trừ hắc ám, vì vĩnh viễn diệt trừ tối tăm vô trí, thành tựu mắt sáng, vì đầy đủ ba mắt, kiến thắng nghĩa đế, vì rõ biết các thánh đế không gì sánh, thành tựu cấm giới, vì viên mãn giới, vì sẵn đủ giới. Như vậy bậc lưỡng túc trung tồn là tối thắng tối thượng trong các điều ngự, là tối cực thủ thắng vi diệu trong chúng sa môn, là chân bảo khó được trong các thế gian. Như vậy là bậc ái mẫn, là bậc đại bi, là bậc vui vì nghĩa, là bậc mong đem đến lợi ích, là bậc thường bi mẫn. Như vậy là mắt, là trí, là nghĩa, là pháp, năng khéo quyết định ở nơi nghĩa sáng tỏ, phàm có sở tác đều nương nơi nghĩa. Như vậy năng chứng tất cả nghĩa chưa chứng, vì trước từng chứng 8 thánh đạo trì, vì tự nhiên chứng, khéo năng chế lập điều chưa từng lập. Vì phạm hạnh thủ thắng, như vậy là bậc thấu biết trùng đạo, là bậc chứng đạo, là bậc dạy đạo, là bậc thuyết đạo, là bậc dẫn đạo. Như vậy là sư tử trong loài người vì liệt bố úy, là châu chúa trong loài người vì lãnh đạo đại chúng, là cai quản trong loài người vì thượng thủ trong chúng, là long vương trong người vì không mê lầm, là ngựa lành trong người vì tâm khéo điều hòa, là tối thắng trong người vì dòng dõi gia tộc chiếu sáng trong loài người, là tối thượng trong loài người vì chánh hạnh giới trí uy đức thủ thắng chiếu sáng trong chúng người, là hoa sen trong người vì 8 pháp thế gian không thể nhiễm. Như vậy là bậc vô đẳng, vì không gì so sánh được, là bậc vô vô đẳng, vì hết thảy quá khứ vị lai hiện tại không ai sánh được, là bậc tối đệ nhất vì tối thượng trong các hữu tình, là bậc đại tiên vương vì đầy đủ giới trường thái tích tập phạm hạnh thủ thắng, vì xưa chứng đạo đại tiên, là bậc cực tối thắng vì năng đắc thắng hết thảy mà phiền não các ngoại đạo, là bậc đại mô ni vì không có hết thảy trọng cử kiêu mạn, vì tương ương đầy đủ cùng ba tịch tĩnh, là bậc không thể dẫn đoạt, vì tất cả sanh và các dị luận chẳng thể dẫn đoạt, là bậc tắm cội thiện vì vĩnh viễn ra lìa tất cả các pháp ác, là bậc đến bờ kia vì siêu vượt tất cả hữu thân. Như vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác cho đến nói rộng là bạc giả phạm. Như vậy là bậc bạch pháp viên mãn nhất thiết trí, vì làm chủ tất cả pháp không quyền mất pháp, vì kiên định thủ thắng bậc nhất trong các hữu tình ở nơi tất cả khổ lạc mà tâm không nhiễm, là bậc khéo điều phục vì khéo mật hộ căn môn viên mãn, là bậc tịch tĩnh vì khéo thọ trì giới viên mãn, là bậc an ẩn vì đã nhập quyết định địa, là bậc bát niết bàn vì đã chứng bồ đề, là bậc nhổ mũi tên độc vì nhổ mũi tên ái, vì điều phục kẻ chưa điều phục, tịch tĩnh kẻ chưa tịch tĩnh như trước đã thuyết, vì an ủi vỗ về tất cả kẻ chưa an ổn, khéo năng an lập các dị sanh, khiến chứng quả dự tiêu nhất lai, vì tịch diệt tất cả kẻ chưa tịch diệt, khéo năng kiến lập trụ quả thứ nhất, quả thứ hai, khiến chứng quả bất hoàn cùng quả A-la-hán, là bậc không gồng cùng, là bậc ra khỏi hầm lửa, là bậc vượt qua hầm sâu, là bậc dứt các mong cầu, là bậc không bị khuỳnh động, là bậc bẻ gãy cỏ kiều mạn, là bậc đại thực trụ. Như vậy như A-la-hán vĩnh viễn tận các lậu như trước nói rộng, cho đến tận trừ các hữu kiết,
Như vậy vĩnh viễn đoạn năm trì, thành tựu sáu trì, nói rộng cho đến tích tập thuần thiện trợ phu tối thượng. Như vậy là bậc khéo biết pháp, cho đến là bậc khéo biết bồ đặc giả la có thứ lớp sai khác. Như vậy là bậc đại sa môn, bậc đại bà la môn, là bậc lìa cấu, vì đoạn phiền não chướng, là bậc vô cấu, vì đoạn sở trì chướng, vì nhổ hẳn tập khí, là bậc lương y thường chủ, là bậc thắng quán, vì ngày đêm sáu thời thường quan sát thế gian, là chỗ nương của thế gian, là chỗ chúng sanh tôn trọng. Như vậy là bậc tất cả chủng thiện, thành tịnh, là bậc tướng đại trượng phu và tùy hảo trang nghiêm nơi thân, là bậc đại lực vì đầy đủ mười lực, là bậc vô sở úy vì đầy đủ bốn vô úy, là bậc đại bi vì trường thái tích tập trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp mới năng chứng đắc, vì nương duyên tất cả hữu tình, vì duyên tất cả chủng khổ làm cảnh giới, vì ở nơi tất cả tổn não biến đổi lợi dưỡng của các chúng sanh mà không động chuyển, vì đối với các hữu tình bình đẳng chuyển, là bậc ở nơi ba niệm trụ khéo trụ nhớ nghĩ, là bậc thành tựu ba chủng pháp bất hộ, là bậc không quên mất pháp, vĩnh viễn hại diệt tất cả tập khí, đầy đủ tất cả chủng trí vì diệu. Lại nữa, chẳng để các vị thầy thuyết pháp nên an lập giải thích tướng pháp kinh như sau. Trước nên tìm hiểu hoặc văn hoặc nghĩa, kế lại vì người giải thích tùy chuyển theo năm chủng thích như trước đã thuyết. Giải thích đạo lý chánh pháp được tuyên thuyết, lại nên như vậy mà an lập tự thân như các tướng người thuyết pháp đã thuyết ở trước, tức là khéo viên mãn hết thảy mười chủng pháp nghĩa. Lại tự an lập rồi phát khởi lời thuyết thuộc phẩm lại như vậy. Ở nơi nằm đại chúng dùng tám chủng ngôn từ rất hỷ lạc vì chúng thuyết pháp, lại an đặt người khiến trụ cung kính nghe pháp không điên đảo, lại trước nên xương khen công đức đại sư. Nếu có người đầy đủ năm phần thuyết chánh pháp như vậy, nên biết giống như năm phần âm lạc, nàng khiến mình người sanh hỷ lạc rộng lớn, lại năng dẫn phát lợi ích mình người. Nếu năng khéo tu học như vậy, nên biết đầy đủ năm chủng thủ thắng lợi ích. Một, đối với nghĩa mà Phật thuyết, hiểu rõ chẳng khó. Hai, năng khéo thuyết các pháp tướng viên mãn. Ba, năng khéo khởi phát khiến mình người tương tục hỷ lạc rộng lớn. Bốn, năng dẫn thiện xuất ly, cho đến khắp cả trời người đều xưng khen. Năm, năng sành khởi vô lượng công đức. Lại nữa, như trong kinh thuyết về trụ học thắng lợi, nên biết kinh đây, văn nghĩa là thể. Văn trong kinh nói, đi số các ông phải nên an trụ tu học thắng lợi, trong đề có 12 chữ, 4 danh và 1 cú. Như vậy nhiếp lấy danh thân, cú thân và chữ thân. Trong đề nói thuyết tương ưng tướng học xứ thì nhiếp thuộc hành tướng. Gốc xuất phát sở thuyết của Như Lai là do bí sô thỉnh vấn thì nhiếp thuộc cờ thỉnh. Nguồn âm sở thuyết của Như Lai thì nhiếp thuộc lời, vậy nên kinh đây, một cú nhiếp đủ 6 văn. Như vậy, tuệ làm thượng thủ chọn tất cả các cú tùy theo tướng đều phải rõ biết. Nghĩa, ở trong nghĩa địa đây chỉ cần thuyết thành phản địa hoặc đủ nằm địa. Kinh nói, học thắng lợi là từ lường địa, tuệ làm thượng thủ là gia hạnh địa, giải thoát kiên cố và niệm làm tăng thượng là kiến địa, tụ địa và cứu cánh địa. Đây gọi là nghĩa địa. Trong nghĩa tướng thì học thắng lợi là tự tướng giới, tuệ làm thượng thủ thì đầy đủ hai chủ tướng. Đó là ở trong tuệ có sở y sở duyên trợ bạn, duy chỉ có tự thể tuệ là tự tướng tuệ, sở y sở duyên trợ bạn của tuệ là cộng tướng, giải thoát kiên cố tức lệ hẳn tất cả phiền não thô trọng là tự tướng giải thoát. Niệm làm tăng thượng là tự tướng niệm, đây gọi là nghĩa tướng. Trong nghĩa tác ý thì học thắng lợi, chẳng phải các tác ý chỉ hiện nơi chốn kiến lập tác ý. Tuệ làm thượng thủ, đây hiển thị tác ý liễu tướng thắng ý thắng giải, giải thoát kiên cố, đây hiển thị tác ý viễn ly, tác ý nhiếp lạc, tác ý gia hạnh cứu cánh và tác ý quả gia hạnh cứu cánh. Niệm làm tăng thượng, đây hiển tác ý quán sát, đây gọi là nghĩa tác ý. Do đạo lý đây ở trong trí biến tri nên tùy theo đó mà kiến lập. Trong nghĩa nương, nương học xứ niết bàn nhiếp lấy hành thành tịnh, tùy chỗ thích hợp mà khởi dạy dẫn, chỗ gọi từ dạy dẫn cho đến vui mừng, nên biết trong đây cũng thông cả hành thiện. Nhưng thủ thắng hơn cả thì chỉ cần thuyết hành thanh tịnh, bồ đặc giả la xuất gia thuộc nương bồ đặc giả la, lại tất cả bồ đặc giả la nương cạn yếu kém nên biết vui mừng, lại ở thời quá khứ hiện tại nên biết đã chứng đắc, đang chứng đắc phát khởi vui mừng, ở thời hiện tại phát khởi chỉ dạy, ở thời vị lai phát khởi dạy dẫn và khích lệ sách tấn, đây gọi là nghĩa nương. Trong nghĩa thắng lợi thì tu ba học nhanh chóng được viên mãn là nghĩa thắng lợi. Trong nghĩa quá hoạn thì người xuất gia
không được hành hạnh khác lạ, không được tích chứa tài vật dư thừa. Trong nghĩa sở trị năng trị, tức là phiền não vô trí hủy phạm giới và quên mất chánh niệm, nên biết phòng hộ giới, tức là nghĩa năng trị. Lại tất cả hành tạp nhiễm đều là sở trị, hành ba học đều là năng trị. Trong nghĩa lược rộng, trụ học thắng lợi cho đến niệm làm tăng thượng, đây lược nêu cử tông gọi là nghĩa lược, nên biết phân biệt đây gọi là nghĩa rộng, đây gọi là nghĩa lược rộng. Ngoài đây ra chọn không có, hoặc quá hoặc hơn. Trong phân tích như trước thuyết bao gồm năm chủng: một pháp, hai đẳng khởi, ba nghĩa, bốn giải thích vấn nạn, năm thứ lớp. Một pháp tức là ở 12 phần giáo, nên biết đây nhiếp vào khế kinh, cũng nhiếp vào ký biệt vì liễu nghĩa vậy. Hai đẳng khởi phải thiết chỗ nương vì muốn tự hiện vào khắp hành trí lực mà phát khởi kinh đây. Lại vì hiển thị người tinh cần tu tập hạnh thanh tịnh, cũng vì hiển thị giáo hóa hữu tình, quan trọng của cải danh lợi khiến kia tín hiệu, nương theo trụ học thắng lợi mà tinh tấn tu tập, nhanh chóng đắc viên mãn ba học thắng lợi. Lại vì hiển thị bốn chủng thể bí xô, trong đây kinh nói học thắng lợi, vì khiến bí xô thể xa lìa chủng tánh hình tướng, vì khiến bí xô thể mật hộ oai nghi, xa lìa dối hiện quỹ tắc, tuệ làm thượng thủ, vì khiến bí xô thể xa lìa chấp trước, danh xưng khen tặng, hư vọng, giải thoát kiên cố và niệm làm tăng thượng, vì khích lệ khiến bí xô thể tu tập chánh hạnh chân thật. Vì sao như thế? Nếu người vui thích tiếng tăm khen tặng, tùy tự gắng sức khích lệ nghe thọ chánh pháp mà tuệ không tăng trưởng. Nếu xa lìa lỗi lầm đã nói trước, liền ở trong chánh hạnh chân thật nhiếp thọ giải thoát chân chánh, cảm nhiệm sự khích lệ dẫn dắt. Lại nếu người chỉ sanh vui đủ với chút phần hạ liệt, thì khích lệ kia khiến lần hồi tu học thắng tiến. Nếu người vui truy tìm văn chương chú thuật, thuận theo thế gian giới chậm chạp, thì vì kia thuyết học thắng lợi. Nếu người giữ gìn thi la xả đa văn, thì thuyết tuệ làm thượng thủ. Nếu người chỉ ở văn tư mà sanh vui đủ, thì thuyết giải thoát kiên cố. Nếu người ở nơi giới tuệ giải thoát khỏi tăng thượng mạng, thì thuyết niệm làm tăng thượng. Hết thể loại như vậy gọi là đẳng khởi. Ba nghĩa, trong nghĩa chung kinh đây tuyên thuyết chánh hạnh và quả chánh hạnh. Hết thảy ba học giới như vậy gọi là giới hạn của học. Lại nói người trụ ba học như vậy, đây hiển phương tiện trên chánh nhiếp lấy bốn chủng giúp giả. Lại nói người trụ ba học như vậy, đây hiển thị quả chánh hạnh. Trong đây tiền muốn làm tiền dẫn, sau nhiếp thọ thì là lắng nghe lãnh thọ tinh tấn, lấy tuệ làm phương tiện. Trong nghĩa riêng của học, chỗ nói dành sai khác là riêng đang tinh tấn hoặc tu hoặc tập, thực hành như thánh giáo, tự tánh, khéo hiện hành chánh mạng, thanh tịnh thần ngữ. Ngôn từ huấn dạy giải thích, huấn từ do chánh hành giới nhẫn nhục tu tập hiện pháp gọi là học. Lại vì tịch tĩnh cũng là thanh lương, tinh tấn diệt trừ thói quen gọi là học. Lại như ngôn từ huấn dạy trước do năm chủ phương tiện là tướng, tự tánh, nghiệp pháp và nhân quả, tùy thứ lớp như vậy mà giải thích. Nghĩa môn sai biệt, do năm tướng đó là tự tánh sai biệt, cõi giới sai biệt, thời sai biệt, vị sai biệt và bồ đặc giả la sai biệt, này sẽ giải thích. Tự tánh sai biệt là học thắng lợi, là chỗ hiển thị bảy phẩm giới hoặc 250 học xứ hoặc hơn đây. Cõi giới sai biệt, trong dục hành có luật nghi biệt giải thoát, trong sắc vô sắc hành có luật nghi tịnh lự và luật nghi vô lậu, không hệ thuộc giới. Thời sai biệt ở nơi học thắng lợi, quá khứ đã học, vị lai sẽ học, hiện tại đang học. Học thắng lợi đây ở quá khứ, vị lai, hiện tại, bình đẳng không khác. Vị sai biệt các học thắng lợi của Bồ Đặc Già La đã nhập chánh pháp, thì người chưa thành thục là vị hạ, người đang thành thục là vị trung, người đã thành thục là vị thượng. Nếu người tâm không hỷ lạc mà khích lại tu tập các phạm hạnh, thì học thắng lợi đây là vị khổ. Nếu người tâm hỷ lạc chẳng cần khích lệ mà tự tu phạm hạnh, thì học thắng lợi đây là vị lạc. Nếu ở nơi phạm hạnh không hỷ lạc, không phải không hỷ lạc, thì học thắng lợi đây là vị không khổ không lạc. Lại học thắng lợi đều là vị thiện, không phải vị bất thiện, không phải vị vô ký. Nếu người nghe thọ đây gọi là vị văn, nếu người tư duy đây gọi là vị tư, nếu người tu tập đây gọi là vị tu, nếu người chưa chứng đắc tăng thượng tâm tuệ chỉ là vị tăng thượng giới, nếu người đã chứng đắc là hai vị tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. Hết thể loại như vậy là vị sai biệt. Bồ Đặc Già La sai biệt, trong đây ý nói Bồ Đặc Già La xuất gia hoặc là độn căn hoặc là lợi căn, hoặc hành tham hoặc hành đẳng phần hoặc hành mỏng trần, đây chỉ là thanh văn, không phải các độc giác, không phải chư Bồ Tát.
Do độc giác kia riêng tự mình giác ngộ, còn Bồ Tát là giải thoát kiên cố, cho nên không thuyết trùng trụ tu học thắng lợi với thanh văn. Lại trong đây chỉ thuyết người lấy bát niết bàn làm pháp, người đã nhập chánh pháp, người không có chướng ngại, người cũng đủ phước, người chẳng đủ phước, người chẳng phải không phước, chỉ là người chẳng phải trời, hết thể loại như vậy, gọi là Bồ Đặc Giả La Sai Biệt. Như ở nơi học thắng lợi, thì ở nơi tuệ làm thượng thủ, ở nơi tánh giải thoát kiên cố, ở nơi tánh niệm làm tăng thượng, tùy chỗ thích hợp nên biết đều có năm chủng sai biệt như vậy. Trong đề nghĩa riêng của thắng lợi, danh sai khác là công đức tăng tiến viên mãn, tự tánh như thuyết nên quán 10 chủng thắng lợi, huấn từ vì pháp đầy năng nhiều ích nên được tán thán gọi là thắng lợi. Lại pháp đầy hữu tình theo đó sanh khởi quyết định nên chuyển thực hành gọi là thắng lợi. Lại pháp đầy để theo đó được sự khen gọi là thắng lợi. Môn sai biệt nên biết có 10 chủng sai biệt, đó là năng nhiếp thọ đối với tăng, khiến tăng tinh cần chân thật cho đến nói rộng. Trong đây nghĩa riêng của bí xô, danh sai khác là sa môn giả lê pháp gia đình, hướng đến đời sống không nhà, tự tánh là các hạnh đồng phận với đầy đủ luật nghi biệt giải thoát, huấn tử vì nương nơi hình sắc mà phát diện tinh tấn, hãi sợ được ác, tự mình phòng hộ giữ gìn vì nhiếp lấy không tổn hại, gọi là bí xô. Môn sai biệt vì sát đế loại sai biệt, vì tộc trên tộc dưới sai biệt, vì già trẻ trung niên sai biệt. Trong đề nghĩa riêng của trụ, danh sai khác là thời thời tinh siêng tu tập, tự tánh tức là lìa sở học đã thuyết thì không có pháp riêng, huấn từ tùy thời khắc nhiếp thọ trùng trùng oai nghi nên gọi là trụ. Môn sai biệt vì oai nghi sai biệt, vì sớm mai giữa ngày và chiều sai biệt, vì ngày đêm sai biệt. Trong đề nghĩa riêng của tuệ, danh sai khác là trí kiến mình hiện quán, tự tánh là chọn lựa pháp tướng, pháp sở hữu của tâm, huấn từ vì tánh chọn lựa thì trị bệnh vô trí gọi là tuệ. Lại năng liễu trì mỗi mỗi phẩm khác nhau gọi là tuệ. Lại năng hiển rõ các bậc thông tuệ là tánh thông tuệ gọi là tuệ. Môn sai biệt theo chỗ thích hợp mà an lập như trước. Trong đề nghĩa riêng của giải thoát, danh sai khác là vĩnh viễn đoạn, để hệ buộc, thanh tịnh diệt tận ly dục, tự tánh vĩnh viễn hại thô trọng, vĩnh viễn đoạn phiền não, huấn từ năng giải thoát khỏi trùng trùng trói buộc của tham gọi là giải thoát. Lại Thế Tôn vì trùng trùng tịch mặc mà thuyết, lấy để làm thể tánh tịch mặc gọi là giải thoát. Môn sai biệt gồm giải thoát đợi thời, giải thoát bất động, giải thoát kiến sở đoạn, giải thoát tu sở đoạn, giải thoát dục hành, giải thoát sắc hành, giải thoát vô sắc hành. Hết thảy loại nghĩa môn sai biệt còn lại nên biết như trước. Trong đề nghĩa riêng của niệm, danh sai khác là tâm sáng thông, nhớ biết rành rẽ không quên mất, tự tánh là pháp sở hữu của tâm, huấn từ quay lại nhớ nghĩ các pháp nên gọi là niệm. Lại tùy việc đã trải qua mà phát khởi nhớ nghĩ, do đây năng khiến ký ức sáng tỏ rành rẽ nên gọi là niệm. Môn sai biệt tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, nói rộng cho đến 6 chủng tùy niệm theo thứ lớp nghĩa môn sai biệt như trước đã thuyết, nên biết tùy chỗ thích hợp mà giải thích nói rộng. 4. Giải thích vấn nạn. Hỏi: trụ học thắng lợi có nghĩa gì? Đáp: thêm lời đây, hiển thị ở đây tăng thượng giới học, thấy được công đức thủ thắng của trụ. Hỏi: tuệ làm thượng thủ có nghĩa gì? Đáp: thêm lời đây, hiển thị ở trong các căn, tuệ căn là bậc nhất. Hỏi: giải thoát kiên cố đây có nghĩa gì? Đáp: thêm lời đây, hiển thị vĩnh viễn đoạn trừ phiền não kiến tù sở đoạn.